Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của em ha. Thì hôm nay em làm video này chủ yếu là muốn thông báo cho mọi người biết sau ngày 2 tháng 5 em sẽ xẻ gỗ lại bình thường nha mọi người. Thì mọi người có nhu cầu xẻ gỗ thì cứ lại xẻ bình thường nha mọi người. Thì sẵn đây Linh cũng sẽ thông báo cho mọi người biết ha. Thì lúc trước mình xẻ gỗ từ sáng tới chiều không có nghỉ trưa, nhưng bây giờ em sẽ nghỉ trưa nha mọi người. Thì buổi sáng sẽ tới 11 giờ em sẽ nghỉ ăn cơm và nghỉ tới 1 giờ mới sẽ nữa nha. Thì mọi người nào ở xa lại thì mình tranh thủ thời gian, nếu mà lại có trễ thì đầu tiên chiều mình hả lại ha, tại vì lại sớm thì em cũng nghỉ mất công mọi người chờ, tại vì bằng đêm em làm tới 10 giờ có khi 11 giờ không chừng nữa. Bởi vậy bằng ngày em cũng làm bình thường, nhưng mà buổi trưa em phải nghỉ đặng ngủ một tí mới được. Và vấn đề thứ hai thì em muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết, đó là cái xem tham khảo cái cảo của em nè mọi người. Cái cảo em làm để em cảo gỗ đó nè. Này buổi chiều thì ở trong nó hơi tối, mọi người thông cảm ha, để chút xíu nữa em lấy đèn em gọi cho mọi người xem ha. Cái cảo của em thì nó có thể chạy vô chạy ra được và qua lại cũng được nha mọi người. Thì nó chạy vô chạy ra thì được 6 m, còn chạy qua chạy lại thì được 4,5 m. Còn cái cảo thì là cái bá lan 5 tấn em chế thêm cái motor nữa đặng mình rút cây cho nó nhanh đó mọi người. Thì nó cũng có nút đảo chiều lên xuống. Thì cái motor này là cái motor hai ngựa nha mọi người. Motor hai ngựa thì mình xài dây cu go. Mình lấy cái mô ly mình bắt trực tiếp vô cái đầu gút của cái bá lan nè. Rồi mình truyền dây go kéo nó thôi. Thì cái mô ly ở dưới này là nó 1 tấc 8, còn cái mô ly ở trên này nó 6 phân. Mình xài công tắc đảo chiều thì mình có thể gút lên gút xuống thì nó rất là tiện nha mọi người. Thì anh em nào mà điều kiện hơi kinh tế còn hơi kém á, thì có thể chế như mình xài thì nó cũng được ha. Này thì của em ở đây em cũng cạo cây nhỏ nhỏ thôi, mà bởi vì xài y nó hơi nhỏ, mình sau này mình cạo cây lớn thì nó hơi khó. Này thì y của em này là Y15 thôi. Y15 đây mình xài 3 cây. Hai cây xuôi ra. Hai cây xuôi ra. Bên đây 1 cây, bên đó 1 cây. Hai cây xuôi ra với lại một cây ngang. Cây ngang này thì mình bắt cái cảo, thì cái cảo mình tiện ống chỉ mình treo nó lên thì mình có thể kéo ngang qua. Kéo ngang qua. Còn hai bên này thì mình cũng tiện ống chỉ luôn. Ống chỉ thì mình kéo vô kéo ra nó nhẹ. Đây là ống chỉ nha mọi người. Kéo nha. Thì cái chữ T này bề ngang nó 6 tấc à nha mọi người. Ở dưới này mình hàn mấy cái bạc đạn mình chịu lại đựng cho nó. Nếu mà không có mấy cái bạc đạn dưới này thì nó sẽ đâm kéo nó không có chạy, nó đi một đầu không à, nó không có đi hai đầu được. Hai bên đều có bạc đạn hết, mỗi một đầu gì là 4 cái bạc đạn, mỗi một đầu một bên, bên đây 2 cái, bên kia 2 cái, với là ống chỉ này ống chỉ 6 phân. Thì nói chung ống chỉ làm sao cũng được, miễn kéo cho nó lăn được thôi. Ống chỉ bự thì mình kéo nó nhẹ một tí. Thì chủ yếu hôm nay em quay clip này muốn thông báo cho mọi người biết, thì sau ngày 2 tháng 5 thì em sẽ xẻ gỗ lại bình thường và chia sẻ cho mọi người xem tham khảo cái cảo tự chế của em thôi.
Thì anh em nào có chế thì chế ha. Tại vì hôm trước em có đăng mấy clip á, thì cũng có nhiều anh em hỏi quay cái cảo này, nhưng mà em không có thời gian. Hôm nay rảnh buổi chiều nên quay cho mọi người xem tham khảo. Với lại có những anh em ở xa đó, có xem clip được của em hôm trước á, thì cũng có xuống tới đây xem. Sẵn có nhiều người hỏi nên em quay chia sẻ cho mọi người xem tham khảo luôn. Không phải vì mọi người tới đây mà em quay clip cho mọi người xem, không muốn cho mọi người tới đây. Thì anh em nào có nhu cầu tham khảo thì cứ lại trực tiếp ở chỗ mình xem tham khảo ha. Thì em sẽ nói lại cái kích thước của cái cảo của em ha. Thì nói chung cái chỗ của em thì xài cây nhỏ nhỏ không à, cảo cây nhỏ nhỏ không à, thì em xài cây nhỏ. Còn chỗ nào cây lớn thì mình có thể xài cây lớn hơn ha. Thì xài lớn hơn 20 hay là 25 gì đó tùy tùy chỗ thôi. Thì cái chỗ của em gì đây thì em chia sẻ cho mọi người xem tham khảo thôi. Là cây cảo của em là xài 3 cây Y 15. Thì cái đầu đó đó, cái đầu mọi người thấy đó, cái đầu mọi người thấy đó là nó dài 6 tấc. Là trên cái đó nó có hai cái ống chỉ. Ống chỉ của em là nó 6 phân. Thì rồi cái tới cái cảo này. Cái cảo này là cái bá lan 5 tấn em tháo ra em chế lại. Là mình thêm cái motor vô. Cái motor này, cái motor hai ngựa. Cái motor hai ngựa thì mình xài dây cu go. Xài dây cu go cái mô ly ở trên cái motor là nó 6 phân, còn cái mô ly ở trên chỗ cái cảo nó là nó 1 tấc 8. Thì xài dây cu go mình có thể tăng lên tăng xuống được ha. Thì em chỉ quay ngắn ngắn vậy thôi ha. Thì cái chỗ của em nó cũng giác này cũng gần tối rồi. Nó cũng trong trại nó cũng tối nên mọi người xem tham khảo. Có gì nếu mà không rõ thì mọi người cứ comment bên dưới video đi, hay là kết bạn Facebook của em đi. Nếu mà cần cái hình ảnh nào á, thì em sẽ chụp hình gửi cho mọi người xem tham khảo ha. Thì hôm nay em chỉ chia sẻ ngắn ngắn vậy thôi nha mọi người. Em xin dừng video tại đây ha. Thì mọi người xem video của em á, nếu thấy hữu ích thì like và chia sẻ, đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của em ha. Thì video này Linh cũng mong mọi người chia sẻ cho những anh em thợ nào làm về máy cưa nè mọi người. Chuyên xả gỗ nè. Thì có thể làm cái cảo như vậy để mình lên cây cho nó nhẹ cái công ha. Tại vì em đi nhiều cái trại thì nói chung là gáp cái cảo chữ A đó mà nói chung làm không có được cảo bằng motor như vậy. Có chỗ thì cảo máy nhưng mà cũng ít lắm, đa số là quay tay thôi. Thì mình làm cái này thì cũng không có tốn bao nhiêu tiền đâu. Làm mình làm lâu dài mình sẽ cảo lên cho nó nhẹ. Thì video này em chỉ chia sẻ cho mọi người xem tham khảo ha. Thì anh em nào có cái cảo nào mà hay hơn, hay là có bất cứ cái gì mà hay hơn trong xẻ gỗ này thì có thể chia sẻ cho em xem tham khảo với ha. Rồi hẹn mọi người trong video tiếp theo của em.